Thưa quý vị, mới đây tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt lớn nhất cả nước về dân số và quy mô kinh tế, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, không chỉ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối khu vực và thế giới. Cuối năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 31 về phương hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có nhiều giải pháp lớn để tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố. Và có giao Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Quốc hội cũng đã có nghị quyết số 76-2022 cho phép kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết số 54-2017 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đảng đoàn Quốc hội đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng đề án xây dựng dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách thí điểm tạo động lực phát triển thành phố Hồ Chí Minh thay thế nghị quyết số 54 của Quốc hội. Tại kỳ họp bất thường đầu năm nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 81/2023 về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó xác định xây dựng phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị năng động, sáng tạo, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị, đủ sức cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế, có vai trò quan trọng trong mạng lưới đô thị của khu vực Đông Nam Á, châu Á. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị hạt nhân, trung tâm phát triển của toàn vùng, chuyển nhanh sang dịch vụ chất lượng cao, trở thành trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh trong khu vực, đi đầu về công nghiệp công nghệ cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Các thành viên Đảng đoàn Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu trong tổ chức thực hiện cần thể hiện quyết tâm cao bằng việc sớm dự kiến các kế hoạch triển khai, xác định rõ các công việc, danh mục văn bản cần ban hành của các cơ quan, đồng thời có kiểm tra, giám sát. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chuẩn bị công phu kỹ lưỡng của Chính phủ, nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc hoàn thiện hồ sơ dự án, nghị quyết trình Quốc hội, đánh giá cao sự tìm tòi nghiên cứu của thành phố để có nhiều đề xuất chính sách mới. Qua quá trình thảo luận cho thấy các cơ quan, các ý kiến đều đồng tình ủng hộ thành phố. Đây là cơ sở thuận lợi để tiếp tục hoàn thiện các nội dung trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 tới. Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Ủy ban Tài chính Ngân sách chủ động nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện tờ trình, hồ sơ dự án nghị quyết, báo cáo đánh giá tác động, báo cáo thẩm tra, trong đó làm rõ các nội dung nhận được đa số đồng tình, nội dung còn một số ý kiến khác nhau. Các cơ quan cũng phải thể hiện rõ chính kiến về các nội dung, có kiến nghị, đề xuất cụ thể, rà soát kỹ lưỡng các điều khoản thi hành, điều khoản chuyển tiếp.